Xin chào các bạn đã quay trở lại với TechMag. Và đây sẽ là một số Tech Menu khá đặc biệt khi chúng ta sẽ cùng nói về những smartphone mini tốt nhất nửa đầu năm 2017. Vậy thì smartphone mini là gì? Đây là những chiếc điện thoại có màn hình dưới 5 inch và vẫn đang được rất nhiều người dùng quan tâm và lựa chọn bởi kích thước nhỏ gọn, dễ thao tác bằng một tay, giúp cơ động hơn trong công việc cùng khả năng hoạt động vẫn rất mạnh mẽ, không thua kém các mẫu smartphone có màn hình lớn. Do đó, việc mang đến cho các bạn bảng xếp hạng các mẫu smartphone có thiết kế nhỏ gọn là điều mà mình nghĩ là chúng ta nên xem qua. Và sau đây sẽ là tổng hợp TechMag về 5 mẫu smartphone mini tốt nhất trong nửa đầu năm nay. Đầu tiên đó là iPhone 7. Trước những xu hướng kích thước màn hình ngày càng tăng như hiện nay thì kích thước màn hình 4,7 inch của chiếc iPhone 7 lại bất ngờ lọt thỏm giữa cả rừng smartphone hiện nay. Do đó đây thực sự là một lựa chọn smartphone nhỏ gọn tuyệt vời, dù kể cả việc nó có màn hình lớn hơn chiếc iPhone SE tới 0,7 inch đi chăng nữa, iPhone 7 đã thực sự chứng minh là một lựa chọn cần phải có cho bất kỳ fan hâm mộ nào của Apple, khi chính thiết bị này đang nắm giữ ngôi vị smartphone bán chạy nhất thế giới trong 3 tháng đầu năm nay với gần 22 triệu máy. Thành công của iPhone 7 nằm ở thông số kỹ thuật mạnh mẽ, thiết kế nhỏ gọn phù hợp với nhiều người dùng. Bên cạnh đó thì Apple cũng tiếp tục làm mới dòng điện thoại này với phiên bản Product Red vừa ra mắt cách đây không lâu. Do đó nếu không ngần ngại chi ra một số tiền lớn thì iPhone 7 chính là chiếc điện thoại nhỏ gọn hoàn hảo nhất hiện nay mà bạn có thể mua. Tiếp theo, dĩ nhiên rồi, chúng ta vừa nhắc đến tên nó xong, đó chính là iPhone SE. Cho đến hiện tại thì iPhone SE vẫn là chiếc điện thoại màn hình 4 inch mới nhất của Apple, với tư cách là thiết bị đầu tiên được công ty Mỹ thử nghiệm xuống phân khúc cận cao cấp. Apple iPhone SE đã thực sự làm được nhiều điều hơn thế. Trong thời gian đầu, dù chiếc điện thoại này chưa được đón nhận nồng nhiệt cho lắm do thường bị nhầm với chiếc iPhone 5S, nhưng vào thời gian sau thì iPhone SE đã trở thành một thiết bị khá thành công, nhất là khi xét đến xu hướng điện thoại màn hình lớn hiện tại. Ẩn chứa bên trong thiết kế nhỏ nhắn sang trọng, iPhone SE mang đến một sức mạnh xử lý tầm flagship cùng một loạt tính năng và công nghệ hạng nặng khác mà không có một chiếc điện thoại màn hình 4 inch nào khác trên thế giới có được. Bên cạnh đó thì iPhone SE cũng được trang bị thời lượng pin rất tốt, tích hợp nhiều dịch vụ độc quyền của Apple cùng thời gian hỗ trợ phần mềm còn rất là dài. Những điều này là quá đủ để chiếc điện thoại nhỏ gọn nhất hiện nay của Apple xứng đáng có một chân trong danh sách smartphone tốt nhất thế giới hiện nay. Và chúng ta cũng không thể bỏ qua cái tên Sony với mẫu Xperia X Compact. Bên cạnh iPhone thì thế giới điện thoại Android cũng vẫn tồn tại những thiết bị nhỏ gọn và mạnh mẽ mà thiết bị xứng đáng được vinh danh nhất trong đế chế của con robot xanh chính là chiếc Xperia X Compact. Có thể thấy đây là một động thái rất đáng khen của Sony khi luôn cập nhật dòng điện thoại compact của họ hàng năm để người hâm mộ của họ có được nhiều lựa chọn cao cấp nhất ở tất cả các giải kích cỡ. Về cơ bản thì chiếc Xperia X Compact là một phiên bản rút gọn của chiếc flagship Xperia XZ với phần cứng xử lý tương tự như là chiếc Xperia X, cùng các tính năng vẫn được xếp ở chiếu trên ở thế giới di động hiện nay như là cụm camera chất lượng cao, thiết kế nguyên khối có mức độ hoàn thiện cao cấp, chống nước, chống bụi, màn hình tuy chỉ dừng lại ở độ phân giải HD nhưng như vậy là quá đủ với kích thước 4,7 inch của thiết bị, cùng phần mềm được tối ưu rất tốt cho khả năng sử dụng lên đến 2 ngày dù dung lượng pin chỉ 2700mAh mà thôi. Nói tóm lại thì Xperia X Compact xứng đáng là chiếc điện thoại Android nhỏ gọn có chất lượng tốt nhất mà bạn có thể mua hiện tại. Đến với cái tên thứ tư, chúng ta có một chiếc điện thoại không quen thuộc cho lắm, đó là Fujitsu F04G. Đây là mẫu điện thoại nhỏ gọn tầm trung mới nhất của hãng điện tử Nhật Bản Fujitsu, được trình làng vào đầu mùa xuân năm nay. Fujitsu F04G là một sản phẩm thuộc dòng Raku Phone, tức là mẫu điện thoại có giao diện đơn giản với các icon lớn cùng lớp vỏ nhiều màu sắc bắt mắt, phù hợp với người dùng là trẻ em hoặc là người cao tuổi. Tuy có thiết kế rất nhỏ gọn so với tiêu chuẩn hiện nay với màn hình chỉ 4,5 inch HD AMOLED, nhưng chiếc Fujitsu F04G lại khá mạnh và ổn với phần cứng xử lý tốt trên tầm giá, gồm chip Snapdragon 625, RAM 2GB, camera chính 13MP cùng camera phụ 5MP, hỗ trợ chống nước chống bụi tiêu chuẩn IP65 và IP68. Tuy nhiên, sản phẩm hiện chỉ bán ở Nhật thông qua nhà mạng NTT Docomo, nên nếu bạn có cảm tình với mẫu điện thoại này thì chỉ có cách duy nhất là tìm mua qua Amazon hay là Yahoo Nhật Bản mà thôi. Và cái tên cuối cùng trong danh sách ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với một sản phẩm của Samsung, đó là chiếc Galaxy A3 2017. Đầu năm nay thì gã khổng lồ Samsung cũng đã làm mới dòng điện thoại A-series với mẫu Galaxy A3 2017 đang là mẫu smartphone có màn hình nhỏ gọn nhất nhưng vẫn có chất lượng chế tác thuộc hàng tốt nhất hiện nay của công ty Hàn Quốc. Bên cạnh điểm mạnh về thiết kế là chất lượng hoàn thiện thì chiếc Galaxy A3 2017 cũng vẫn có đủ võ để chứng tỏ nó là một thiết bị đáng cân nhắc trong tầm giá, như là tích hợp khả năng chống nước chống bụi cao cấp theo chuẩn IP68, cao hơn cả iPhone 7 luôn nhé. Màn hình 4,7 inch đủ sáng đẹp, tích hợp cảm biến vân tay cùng một cấu hình phần cứng đủ xài trong một thiết kế kim loại nguyên khối cùng hai mặt kính tương đối bóng bẩy sang trọng. Nhìn chung thì chiếc điện thoại này sẽ đáp ứng đủ nhu cầu thời trang của nhiều người,
nhất là các chị em, cùng khả năng phục vụ cho công việc hàng ngày ở mức tương đối. Tuy nhiên, điểm trừ của thiết bị nằm ở giá bán có phần cao hơn những gì mà nó mang lại so với mặt bằng chung. Và vừa rồi là tổng hợp của Techmag về 5 mẫu smartphone có kiểu dáng nhỏ gọn đáng mua nhất trong nửa đầu năm nay. Có thể thấy mỗi mẫu điện thoại trên đều tồn tại những ưu điểm khá rõ ràng và khiến nhiều người dùng có lý do để sở hữu. Do đó thì tùy vào số tiền bạn muốn chi cho một chiếc smartphone là bao nhiêu thì có thể đưa ra quyết định phù hợp nhất cho bản thân. Còn các bạn thì các bạn nghĩ là sẽ mua chiếc điện thoại nào? Nếu là mình thì mình sẽ mua một chiếc Xperia X Compact. Còn các bạn thì sao? Hãy bình luận ý kiến mọi người vào bên dưới video nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.